Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây sung lép siêu quả. Sung lép siêu quả hàng siêu phẩm siêu VIP Pro Max cộng cộng cộng. Cây sung này dáng của nó cực kỳ đẹp luôn. Dáng của nó dáng hình con cá ngựa. Tán bên trên, tán phía trên là tán ô dù này. Tán ô dù đã tròn, đã làm tròn tán. Cây này là hàng đã dâm ủ, đã đôn đảo, đã đảo màu nhá. Về mọi người chỉ việc lên chậu thôi là đẹp xuất sắc luôn. Dáng của nó hình con cá ngựa này. Em quay sát thân của nó cho mọi người xem. Đây là sung lép siêu quả nhá. Sung lép siêu quả thuộc giống sung lép siêu quả đây ạ. Đây mọi người nhìn thấy nó có giống, thấy nó giống con cá ngựa không? Đấy. Cây sung lép siêu quả này dáng của nó dáng hình con cá ngựa nhá các bác nhá. Dáng con cá ngựa, đây là mắt con cá ngựa này. Mắt cá ngựa này, mồm cá ngựa này. Cây sai chấp quả từ gốc cho đến ngọn luôn, dáng thì dáng đẹp. Đây em ngắt một quả ăn thử cho các bác xem, các bác lại bảo là nhà em gắn keo 52 lên. Đây. Nhựa chảy ra nhá, riêng bọn sung này thì không phải là hàng táo giống như hàng táo tàu đâu, cả gắn keo 52 lên cây dâm bụt đâu. Đây. Ăn ngon luôn. Con này em bán giá rất là bình dân thôi. 12 triệu con này ạ. 12 triệu con này, các bác nào chốt đơn cho em. Mua đồ các bác là mặc cả 8 triệu rồi đòi free ship. Bác nào ưng con này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em nhá. 0911 451210. Sung lép siêu quả dáng hình con cá.
cá ngựa. Bác nào ưng thì chốt đơn cái này cho em. Cây này là cây hàng độc. Hàng độc đây ạ. Nếu cây này là số 2 thì tìm đâu ra cây số 1 nữa nhỉ? Xuất sắc như này luôn. Giá chỉ có 12 triệu một cây ấy, cây to đẹp. Mà dáng đẹp như này có 12 triệu một cây. Về các bác chỉ lên chậu mua cái chậu tầm 2 3 triệu thôi. Lên chậu xuất sắc luôn. Cây to như này. Cây to đẹp như này nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. 0911 451 210 giá cây này là 12 triệu. Còn sang cái phân khúc hàng rẻ tiền nhá. Phân khúc rẻ tiền của cây này là 1.5 triệu này. 1.5 triệu. Dáng của nó cây này nó uốn éo này này. Đấy. Uốn cả lên trên đây đây. Cái này cái 1.5 triệu này. Cây to, cây sung to. Trời em nát, em cho em quay cái sung mọi người. Đây. Cây to như này nhá. Cây to như này vanh khoảng tầm 40. Em thì bán 1 triệu nhá. Cây bọn dọc bờ eo này em thì bán 1 triệu một cây thôi nhanh hết này. 1 triệu một cây cho nhanh hết ạ. Sung nếp siêu quả đây. Đây, nhựa sung nhá, nhựa sung. Cây này 1 triệu một cây, cao to dài ngỗng nghệ luôn này. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 thôi em. Nhà em bán hàng ngoài hàng là cam kết chuẩn giống nhá, bảo hành giống trọn đời cho khách, cam kết là giống sung nếp siêu quả. Về quả sai này, ăn là quả giòn, thơm, bùi, ít chát. Chát ít, ít chát. Bọn này cũng thế này, bọn này đồng giá này. Bọn này cắt cụt đi rồi này. Phong Linh, Phong Linh. Trong đầm gì đẹp bằng sen đây các bạn ơi. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy, hoa sen đẹp chưa các bà con ơi, hoa sen ta nhá. Đẹp chưa? Ông ơi, có cái bắp sen kìa ông kìa. Dạ. Đây cái sung này to không? To dã man này. Ui giời ơi. Cây này càng lên cao nó càng sai quả đấy. Sai từ gốc chân ngọn. Cây thì to bắt đại cành cang. Con này chịu rưỡi nha bà con nhá, con này vanh nó to.
Vanh của con này tầm 50. Vanh của con này vanh tầm 50 này, mọi người nhìn là vanh nó to như này, cây to như này này, quả này. Quả này. Càng lên cao càng sai quả. Trồng cây này làm lấy cây lấy quả ăn được. Nào mình thích ăn sung này, ăn sung rất là giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhá. Trồng một cây sung quả xanh thì muối ăn, quả chín ăn thơm ngon ngọt dẻo. Các bạn bờ eo này thì là đồng giá là 1 triệu một cây.